năm mới. Em là An, đến từ đơn vị hợp tác xã rau Phúc Sen. Hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới, em An xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các khách hàng thân yêu của hợp tác xã rau Phúc Sen. Chúc các bác, các cô, các chú, các anh chị em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới thì em sẽ lên một clip giới thiệu về các mẫu rau không vỏ của hợp tác xã rau Phúc Sen. Và chắc chắn rồi, clip đầu tiên mà, em sẽ có một chương trình tri ân hấp dẫn cho cả nhà mình nhé. Và chương trình này sẽ áp dụng trong ngày hôm nay, mùng 1 Tết Nguyên Đán. Đó, mùng 1 Tết Nguyên Đán các anh chị nha. Nên là nếu mà các chị anh chị ưng một trong số những sản phẩm này thì hãy liên hệ lại với em ngay qua Zalo 0987240733 để mình chốt được đơn hàng các anh chị nha. Các mẫu dao này ngày hôm nay em sẽ sale rất là sâu để chào mừng năm mới 2023. Và em sẽ giới thiệu lần lượt các mẫu dao này từ trái sang phải nhé các anh chị nhé. Đầu tiên sẽ là sản phẩm rau quắm đi rừng. Mã của sản phẩm là QDR. Đây là mã sản phẩm QDR đây các anh chị ạ. Lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng là 30cm. Bề rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 5,5-6cm này. Độ dày sống dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 5 ly. Đấy, độ dày ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 5 ly. Còn cái phần cán dao ở đây ý, thì nó sẽ dài vào khoảng là 13,5cm. Thiết kế theo kiểu dáng ở đây sẽ là cán ốp phun tang nha các anh chị nhé. Cán ốp phun tang và ở đây là sẽ có 4 chốt đinh đồng. Đó, đây chốt đinh đồng này, 1, 2, 3, 4 ở đây, rất là chắc chắn này. Đây, mã của sản phẩm là QDR. Và cây này em đang bán với giá là 600.000 đồng. Và chắc chắn rồi ngày hôm nay em sẽ có một mức giá rất rất là hấp dẫn cho cây dao này. Nhưng mà các chị hãy đợi một chút nhé. Em giới thiệu xong em sẽ công bố cái mức giá hấp dẫn trong ngày hôm nay. Cây dao quắm đi rừng này thì sẽ thiết kế ra cách điệu. Nó sẽ có những cái lỗ ở đây. Đó, những cái lỗ khoan ở đây là nhiều các anh chị rất là thích cái cây dao quắm đi rừng này. Mã sản phẩm là QDR các anh chị nhé. Cây tiếp theo em muốn giới thiệu tới cả nhà mình ở đây sẽ là mã sản phẩm là GT01. Đây là cây GT01 đây ạ. Lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng 30cm. Bản rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 6 đến 6,5. Bản rộng nhất, chỗ rộng nhất đây thì nó vào khoảng 6,5cm này. Lưỡi dao thì nó sẽ vào khoảng là 30cm. Và cái cây dao này là thiết kế theo kiểu dáng lưỡi vát và hơi nhọn đầu một chút nên là nó khá là đa năng. Các anh chị vừa có thể dùng để chặt được, vừa có thể dùng để thái được, cũng vừa có thể dùng để lọc được. Đó, đây là phần cán này. Cán ở đây thì nó sẽ là cán gỗ cẩm chỉ đấy chị nhá. Cán gỗ cẩm chỉ và cây dao này nó có một cái đặc biệt nữa là nó sẽ có lá chắn. Lá chắn ở đây sẽ là lá chắn đồng. Cái lá chắn đồng này nó sẽ dày vào khoảng 2 ly đấy các anh chị ạ. 2 ly hơn 2 ly, rất là dày luôn. Lá chắn này rất là dày này. Đấy, nó sẽ nguyên khối là đồng như thế luôn các chị nhá, chứ không phải đồng mạ đâu nhá. Cán là thiết kế kiểu dáng cán tra và có hai chốt đinh bằng đồng ở đây. Cây này là sẽ thiết kế là được rèn từ thép nhíp xe ô tô Nga các anh chị nhá. GT01 thiết kế rèn từ thép nhíp xe ô tô Nga sau đó mài trắng đi. Cây này là đang có nguyên giá cũng là 600.000 đồng và mức giá ngày hôm nay cũng sẽ rất là hấp dẫn và đặc biệt. Tiếp theo là cây số 3 em muốn giới thiệu ở đây, đó sẽ là mã M28OCD. Đây, M28OCD đây các anh chị này. Lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng là 28 đến 30cm này. Đấy, đây là dao mèo cán ốp. Nếu mà các chị thích dòng dao mèo cán ốp, thích những cái dòng dao nặng kiểu này thì mình có thể chọn cái mã sản phẩm là M28OCD nha các anh chị nhé. Đấy, còn cái cán ở đây sẽ là cán thiết kế theo kiểu dáng cán gỗ cẩm chỉ này. Ở đây cũng sẽ có 4 chốt đinh bằng đồng thau. Rồi, cây này cầm khá đầm tay các anh chị ạ, nó sẽ nặng vào khoảng 6 lạng. Vào khoảng 6 lạng. Tiếp theo là đến cây GT04. Đây. Cây này thì nó sẽ thiết kế nó rộng hơn, bản nó rộng hơn so với cây mèo cán ốp ban nãy. Cây này thì là sẽ có 3 chốt đinh, nó cũng thuộc vào diện là dòng cán ốp đây các anh chị này. Cán ở đây sẽ là cán gỗ cẩm chỉ nhá các anh chị nhá. Cái lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng là 28cm. Đấy, bản rộng lưỡi dao nó sẽ vào khoảng 28 và bản dài của lưỡi dao thì nó sẽ vào khoảng 28cm. Bản rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 7,5cm các anh chị nhá. 7,5.
Độ dày của sống dao ở đây thì nó sẽ giống với các dòng dao đi rừng thông thường, thì nó cũng sẽ vào khoảng là 5 ly. Và thiết kế thì cũng chuyên dùng là để chặt cây này. Thiết kế là chuyên dùng để chặt cây đi rừng phát quang. Mình cũng có thể là mình thái lọc đồ ăn này, rồi là chặt gà vịt chín được. Đó, đi dã ngoại, đi cắm trại thì mình dùng cây này cũng được nha các anh chị nhé. Nhiều các anh chị thì có hỏi với em là dao mèo này, dao đi rừng bên em thì có chặt được xương không, có chặt được sắt không? Thì em cũng sẽ trả lời với các anh chị là dao đi rừng thì tên gọi của nó đã gọi là dao đi rừng rồi đúng không ạ? Đi rừng là mình sẽ phục vụ mục đích để làm gì ạ? Chặt cây, đúng không ạ? Chặt cành, chặt củi này. Rồi mình cũng có thể là kết hợp là mình thái lọc, mình cắt được đồ ăn khi mà mình di chuyển tại rừng. Đó thì là mình muốn một cây dao đa năng mà mình có thể sử dụng được rất là nhiều các chức năng thì mình gọi là cái cây này là cây đi rừng. Chứ nó không phải là nó ưu việt, nó đến mức mà tất cả các cái công dụng nó có thể đều có thể đạt được là không, không phải như vậy đâu các anh chị nhá. Mà cái cây dao đi rừng này là phục vụ để mình khi mà mình vào rừng ấy, mình chỉ cần sử dụng một cây thôi là đủ hết tất cả các chức năng rồi, thì mình có thể sử dụng sang những cái cây nhỏ to như nặng như này. Tiếp theo đây là sản phẩm dao Parang, mã của sản phẩm là DPR01LC. Đây. Lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng 28-30cm. Bản rộng lưỡi dao ở đây sẽ vào khoảng là 5,5cm này. Độ dày sống dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 5 ly. Đó, Parang thì nó sẽ thiết kế kiểu dáng lưỡi nó hơi cong võng và cái đầu của nó sẽ to hơn cái phần cán. Đó, đầu của nó sẽ to hơn. Nên là nhiều anh cảm thấy cầm cái cây này nó rất là cân đối và rất là thích dùng cái cây Parang này để mình đi rừng, đi phát quang, đi chặt cây. Là mình rất là thích cái cây Parang này. Đó. Và cái cán của nó cũng sẽ là một trong số những cái dòng cán mà dài nhất trong số những cái mẫu dao đi rừng của em hiện tại. Thì cán của cái cây này thì nó sẽ đạt tới là 13 đấy các bác ạ. 13 đến 13,5. Cán ở đây là sẽ thiết kế theo kiểu dáng cán tra hình giọt lệ. Tiếp theo là đến mẫu dao mèo size 28 không vỏ. Đây là cây M28NCDNC. Cây này có vỏ nha các bác nhá. Nhưng mà hôm nay sẽ lên là cái mẫu này là không vỏ này. Cái này vỏ của nó là thiết kế theo kiểu dáng gọi là vỏ vuông hoặc là vỏ nhọn bình thường. Thì cây này em đang bán là không vỏ thì nó là có vỏ thì nó là 750.000, còn không vỏ là cây này đang bán với giá là 790.000. Đây các bác có thể nhìn thấy cái lưỡi dao rất là đẹp luôn. Đây là cây M28NCDNC, không có lý do gì mà không lấy ngay một em M28NCDNC này ngày hôm nay đúng không ạ? Và mức giá ngày hôm nay rất rất là hấp dẫn luôn đấy. Cây này em đang bán với mức giá là 490.000. Và một lát nữa em sẽ cũng sẽ cái công bố cái mức giá sale của ngày hôm nay. Em sẽ đồng giá cho tất cả những cây dao đi rừng này. Tiếp theo là cây size 25. Đây, em sẽ có hai mẫu dao mèo size 25. Đó là M25MDDLC và M25DLC. Cây này thì lưỡi của nó sẽ là dài 25cm ạ. Đấy, dài 25. Rất đẹp đúng không ạ? Cây này là cán mun này. Còn cây này, cây bên phải này của em cũng là size 25. Nhưng mà nó sẽ là cán gỗ cẩm chỉ và khâu ở đây sẽ là khâu đồng thau. Đây. Đó, cây này là khâu đồng thau. Hai cây này thì là cái kích thước của nó giống nhau, lưỡi đều dài 25. Bản rộng của nó thì sẽ vào khoảng là 5cm. Độ dày sống dao thì đạt 5 ly. Cây, hai cây này là em đang bán với giá là 490.000 một cây. Cây M25DDLC này, DLC và M25MDDLC. Một cây là cán mun, một cây là cán cẩm chỉ. Còn tiếp theo ở đây là hai cây 20 em giới thiệu tới cả nhà mình. Đây, đây là M20MDDLC này. Con này là con 20 này. Con này thì thường thường là em hay tư vấn cho các bác mà đi ra ngoài cắm trại là dùng cây này. Mình có thể là mình chặt cây, chặt cành, chặt củi được này. Đó. Nếu mà chặt cây, chặt cành thì nó sẽ tốn nhiều sức hơn một chút, bởi vì là cái lưỡi dao nó không được dài nên là nó sẽ không có cái độ quán tính cao. Và cái thứ hai nữa là nó cầm nó nhẹ tay, nó nhỏ hơn so với lại những cây cây lớn kia đúng không ạ? Nên là mình chặt thì mình sẽ mất nhiều công hơn, tức là mình sẽ phải chặt nhiều lần hơn. Còn những cây to thì mình chỉ cần chặt vài phát là ok rồi. Nhưng mà cái cây này lại có một cái ưu điểm là nó nhỏ gọn. Nó nhỏ gọn và mình cầm nó rất là dễ di chuyển. Hai cây này, đây là M20MDDLC và M20DLC nha các bác nhé. Ok, em vừa giới thiệu xong tới cả nhà mình tất cả là 10 cây dao đi rừng. Bây giờ thì em sẽ báo giá tri ân trong ngày hôm nay. Chương trình đầu tiên trong năm mới 2023
đồng giá 5 cây dao, 6 cây dao đi rừng đi. Có cả dao quắm này, ZT01LC, dao mèo không vỏ, ZT04, Parang và dao mèo size 28. 6 cây này của em trong ngày hôm nay em sẽ để đồng giá với mức giá là 450.000 đồng một cây nha các chị nhá. Đồng giá là 450.000 đồng một cây ạ. Đó. Còn những cây dao size 25 và size 20 của em ngày hôm nay ở đây thì em sẽ để một cái mức giá thấp hơn một chút, thì nó sẽ là 350.000 đồng một cây. Đó. Size 25 và size 20 em sẽ đồng giá là 350.000 đồng một cây. Nên là các chị mà mình ưng một trong số những sản phẩm này ở đây, ví dụ như dao quắm này hay là ZT01 hay là gì đó, những con nào đó, thì các anh chị hãy nhớ cho em cái mã của sản phẩm là cái thứ nhất này. Hoặc các anh chị có thể là chụp ảnh lại màn hình của cái cây này, mình gửi về Zalo tổng đài 0987240733, em sẽ chốt đơn hàng cho cả nhà mình nhé. Đây là chương trình tri ân đầu năm mới. Nhân cơ hội này thì em cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các khách hàng của tác xã Gia Phúc Sen trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ các sản phẩm của bên em. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Cả nhà mình hãy nhớ bấm like này và đăng ký kênh của tác xã Gia Phúc Sen để mình nhận được nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn hơn nha các bác nha. Tạm biệt cả nhà.